Ờ đi đi. Đi. Chúc ơi, chúc. Đây là chúc ơi. Cái gì? Ừ. Con muốn đi lên sân khấu hả? Con muốn đi lên sân khấu hay gì? À để bà ẩm con lên. Chúc. Đi lên ba nè. Chúc ơi. À đi lớp 3 nè. Đi. Đi lên đây nè. Gì vậy? Anh chạy con gái. Vậy chứ người ta con gái chứ. Không mang dạy con gái mang về ai. Đi lại con tên mua đồ đi. Đi. Đi lại con tên mua đồ. Đi đàng hoàng con. Bước lên từ từ kìa, bước lên từ từ kìa. Quay lại. Đó trò chơi một đống đó. Xếp hồ. Mua đi. Mua nữa hả? Ngồi. Ăn hết không mà mua dữ hả? Sao? Ăn cái thôi hả? Đừng nói nhiều quá không. Rồi vô lựa đồ đi. Vô, bước vô. Ở trong đó đi, đi đâu nữa hả? Vậy đây, tiếng. Đổ hàng nữa nha. 10.000 một cái. Để từng góp nha không? Ừ, ăn không được. Ừ. Ăn thử đi.
cái đó ăn không được đâu. Chỗ thằng kia đâu có mở đâu. Mình rớt nó không? Bấy cái gì? Thôi, không lấy đâu. Con ơi, con muốn gì vậy? Con không có tiền đâu trả. Mì xào quá ngon rồi. Quá ngon rồi. Đem về cho mẹ học của con. Chút coi. Rồi, có kẹo nữa hả? Có đó nữa hả?